Jackie Bong xin kính chào quý vị. Chỉ trong 10 ngày, từ 17 tháng 3 đến 27 tháng 3, số người bị nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ từ 6.000 lên đến số chóng mặt là 100.000, hơn cả tại Trung Quốc, nguồn gốc sinh ra virus. Vài bác sĩ tiên đoán là sẽ có cả triệu người Mỹ bị lây nhiễm trong vài tháng, nếu không có những biện pháp y tế kịp thời của chính quyền liên bang và tiểu bang. Đến cuối tháng 3, hơn 900.000 nạn nhân còn đang sống chung với COVID trên toàn cầu. Nhưng gần 50.000 đã ra đi về cõi vĩnh hằng rồi. 60% dân chúng Mỹ khen ngợi Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều phương thức y tế và tài chính để cứu vãn tình thế. Nhưng phần còn lại trách Tổng thống không phối hợp kịp thời bệnh tình từ lúc ban đầu để đại dịch càng ngày càng tàn phá đến cả 100.000 người bị lây bệnh. Nhưng Tổng thống nói đã gửi cả 1.000 khẩu trang và máy trợ thở cho nhiều tiểu bang. Ngoài ra, hai chiếc tàu hải quân Comfort và Mercy, thiết bị cả 1.000 dụng cụ và cả 1.000 nhân viên y tế đã đến New York và California để tiếp tế cho hai tiểu bang có nhiều nạn nhân COVID nhất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3, phần đông nhân viên y tế và nhân viên cứu trợ bệnh nhân từ tứ phía vẫn kêu gào nói họ thiếu nhiều dụng cụ cần thiết để tự vệ cũng như để chữa trị cho bệnh nhân. Ngày 27 tháng 3, Tổng thống cũng đã ký ban hành đạo luật CARES, Corona Aid, Relief and Economic Security Act, được lưỡng viện thông qua 2.2 tỷ Mỹ Kim để trợ cấp cho 3.3 triệu người thất nghiệp, cho tiểu thương vay tiền và tài trợ cho các công ty doanh nghiệp lớn của Mỹ. Tổng thống nói là kinh tế sẽ trở lại bình thường sau đó. Tuy nhiên, hãng AP dẫn lời bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, nói là nguy cơ phá sản và sa thải nhân viên sẽ đem đến suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ và tại toàn cầu, và IMF sẽ viện trợ tài chính 1.000 tỷ Mỹ Kim cho các quốc gia nào bị ảnh hưởng của đại dịch. Tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, các nhà thương giả chiến đã được dựng lên trên sân vận động, trên các cơ sở hay công viên. Nhiều thống đốc ra lệnh dân chúng trong tiểu bang mình cách ly và phạt nặng những ai không tuân lệnh, vì đó là phương pháp tốt nhất để trị bệnh. Vì cả chục triệu người không lái xe đi làm, nên giá dầu từ 65 Mỹ Kim xuống còn 20 Mỹ Kim một thùng barrel, kéo theo thị trường chứng khoán sụt tận cùng hơn bao giờ hết. Ngược lại, trong ngày cả tháng 4 April Fools, cử tri thấy thật sự có gần 4.700 người Mỹ đã về trời, và con số 215.000 bị nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ không còn nghĩa lý gì nữa, vì bệnh nhân lên nhảy vọt không ngừng từng giờ từng phút. Jackie Bong xin kính chào quý vị.